là máu mủ chứ đâu phải người dân nước lạ. Mà nói một tiếng không quan tâm là không quan tâm. Thôi. Dạ bác sĩ, tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là ba của bé Thơ. Cháu tôi vẫn sống chứ. Gia đình em có điều kiện, không có lo chuyện tiền bạc đâu. Bác chữa cho con em đi bác. Con bé là tuổi ăn, tuổi lớn, phải cho nó đầu óc thoải mái vui chơi chứ, bác nó học hoài rồi bây giờ nó như vậy. Dạ bác sĩ, cho tôi hỏi là tình trạng con gái tôi bây giờ sao rồi bác sĩ? Tình trạng của bệnh nhân đã bó tay. Hả? Sao? Xin lỗi, cho tôi nhờ chuyện một chút. Cháu có phải là con riêng của chị không? Cháu mình nhận, con mình nuôi. Dòng máu đâu có quan trọng. Mình trước hay sau gì nó cũng như cây kim nằm trong bọc, lâu ngày rồi nó cũng ló ra thôi con dâu à. Làm việc tốt mỗi ngày với quân là gì? Yeah, đứng lại. Giúp đỡ người gặp nạn. À, tới giờ học rồi. Làm việc tốt là tới trường đúng giờ. Sưu tập đủ 7 chữ cùng Cool làm việc tốt mỗi ngày sẽ được nón bảo hiểm hoặc giày Cool. À, mình bỏ quên bút rồi, bạn cho mình mượn nha. Làm việc tốt là tự giác chăm chỉ học tập, sắp xếp dụng cụ gọn gàng. Bạn nào nộp bài nhanh nhất sẽ có thưởng. Em xong rồi, làm việc tốt là luôn hoàn thành bài tập thật nhanh. Có chuyện gì vậy? Okay, sưu tập 24 thẻ sưu tập bất kỳ, nhận ngay hộp bút phun có đèn phát sáng rực rỡ. Gia đình nông dân siêu phẩm triệu tập. Siêu tập 36 thẻ siêu tập bất kỳ, nhận ngay bộ dụng cụ học tập Cool kèm theo bộ huy hiệu trang trí cực Cool. Làm việc tốt là năng vận động, thể dục thể thao cho khỏe người. Sao nhà mình như sân vận động vậy ta? Không chỉ vận động ngoài trời mà vận động ngay cả trong nhà. May mắn nhận một thẻ siêu tốt đặc biệt sẽ nhận hồ bơi phao bò mu và bộ Nintendo vận động. Sẵn quà Cool, cùng Cool làm việc tốt mỗi ngày.